Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì em sẽ mời các bác cùng tham khảo thêm về ruột gan, cái chiếc âm ly Dalong PMA 2000 series 4 các bác nhé. Đây là một cái chiếc âm ly tích hợp cao cấp của cái thương hiệu Dalong rồi, cao cấp nhất của trên cái dòng PMA 2000 đúng không ạ? Trên cái em này thì cũng sử dụng rất nhiều các cái công nghệ như là Ultra High Current More này đúng không ạ, mạch Singapore Pool này, cho một cái chất âm nội lực đúng không ạ? Thì em cũng đã có tháo lắp chụp ra rồi đây đúng không ạ? Đấy, và sau này thì em sẽ mời các bác cùng tham khảo về cái chiếc ruột gan của chiếc âm ly này các bác nhá. Về đầu tiên thì những cái chiếc âm ly mà các bác đã cảm thấy là nó dùng nhiều đấy đúng không ạ, thì các cái giác cắm ở phía sau này nó sẽ bạc màu đi rất là nhiều đúng không ạ. Nhưng mà đây thì trên cái chiếc âm ly này thì còn cực kỳ là mới đúng không ạ, vì vậy mà gần như là họ cũng cực kỳ là ít cắm rút và ít sử dụng trên cái con âm ly này đấy, với cái số seri là 307150 5662 đúng không ạ. Riêng với cái chiếc âm ly này thì các bác cũng có thể là đánh được với lại hai cái cặp loa này đúng không ạ? Một là từ 4 đến 16 ohm này, nếu như các bác chơi hai cặp loa thì phải đảm bảo được cái cặp loa này có từ 8 đến 16 ohm các bác nhá. B-Wing thì phải từ đảm bảo được 4 đến 16 ohm này. Rất nhiều các cổng vào. Và sau đây thì em cũng không để các bác chờ lâu nữa, vào chúng ta cùng vào luôn cái nội dung về phần bên trong đi đúng không ạ? Thì các bác sẽ thấy là riêng về cái con Dalong PMA 2000 Mark 4 này thì sử dụng đến hai cái pin áp nguồn đúng không ạ, rất là lớn, được bố trí riêng biệt ra đúng không ạ. Pin A thì sẽ nằm bên 3 và bên B thì sẽ nằm ở bên B. Thì các bác sẽ thấy là bên trong đúng không ạ, bên trong tất cả các bản mạch bên trong về cái phần nguồn cũng như là cái miếng thép để đặt cái hai cái cục pin áp nguồn này lên thì đều còn vàng ới vàng bóng luôn đúng không ạ, kinh khủng. Máy được chứng tỏ là cái phần thép này thì rất là hay bị oxy hóa đấy. Thì riêng cái con này thì còn gần như là mới đúng không ạ, không hề có cái hiện tượng bị oxy hóa đi, thì chứng tỏ là con máy được bảo quản rất là kỹ đúng không ạ. Con bụi em vừa có phẩy qua thôi con nhá, tại vì là máy nó mới quá thì cũng không có cái gì cần phải làm phải kỹ đúng không ạ. Hai con tụ thì còn đều còn chưa có phòng rộng và còn đều rất là mới con nhá. Đấy, bên đây ạ cũng vậy đúng không ạ, tất cả các cái mên mạch thì đều còn xanh ngắt, các cái tụ cũng không hề có cái hiện tượng bị phồng lên bong rộp đúng không ạ. Tiếp đến là sang bên tay bên phải đi đúng không ạ, bên này thì cũng vậy có nhá, một chiếc máy còn rất là đẹp đúng không ạ, xanh ngắt luôn ạ. Đấy, những cái chiếc máy như này thực sự là vì là chúng ta là mua cái hàng bãi, hàng đã qua sử dụng, để tìm được một cái chiếc máy đẹp, chiếc máy ưng ý thì cũng rất là ít đúng không ạ. Không phải là đây là đồ điện tử, vì vậy mà chúng ta không thể nói mạnh được là lúc nào cũng phải là đảm bảo được cái đẹp này, zin này trong cái quá trình sử dụng thì rất là khó, không ai có dám đảm bảo cái đấy đúng không ạ. Rất là khó, trừ những cái shop bên kia thì họ uy tín. Em thì làm việc với shop rất là nhiều đúng không ạ, làm việc với shop bên Nhật rất là nhiều, vì vậy mà sẽ thường xuyên gặp được những cái con máy đẹp và nhiều cái con máy con nhá. Thì các bác sẽ cảm thấy rằng là nó mới quá, tại vì là máy đã qua sử dụng mà nó còn mới quá thì lại nghĩ rằng là đây là cái máy giả, không có ai làm được cái điều vậy các bác nhá. Đấy, chẳng hạn như là những cái chiếc đầu Esoteric này đi đúng không ạ, hoặc là những con 315V này, rồi thì là L315 này thì còn rất là mới, thì các bác cũng lại nghĩ rằng là máy được làm giả đúng không ạ, thì không phải vậy các bác nhá, không có ai làm giả cái đấy đâu. Đấy, cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy liên lạc trực tiếp với em nhé các bác nhá. 19,5 triệu cho một con máy cao cấp nhất trên cái dòng PMA 2000 series 4. Các bác cũng sẽ có là một cái dây nguồn đi kèm. Chắc là video này thì em cũng xin được dừng tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video và chúc các bác nghe nhạc vui vẻ ạ.